tiền trách nhiệm của hàng tiền bán Kim Anh. Các bạn xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến quý khách hàng đã dành thời gian quý báu của mình để đến chung vui cùng công ty chúng tôi trong hiện lành và hiện giai đoạn. Khi kinh doanh các mặt hàng thương hiệu lớn từ Nhật Bản, đảm bảo chất lượng đó, chúng tôi đã đạt được kết quả kinh doanh đáng kể. Đó cũng là nhờ sự nỗ lực của các đại lý, toàn thể nhân viên và tất cả các khách hàng đã luôn thành công mới, thắng lợi mới và cũng như là để học hoàn toàn thể khách. Xin được trân trọng giới thiệu ông Trần Nhị Hoàng, giám đốc công ty Kim Anh. Xin được trân trọng giới thiệu ông Châu Khắc Hoàng, giám đốc chi nhánh Cần Thơ công ty Đại Kim. Giám đốc kinh doanh miền Nam công ty Mitsubishi Energy Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Giang Long Phi, giám đốc công ty miền Nam công ty Đại Việt. Công ty Samsung Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Minh Long, đại diện công ty Asanjo. Xin được trân trọng giới thiệu ông Bùi Văn Chánh, giám sát kinh doanh miền Nam công ty Awa Miền Nam. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Nhật Hoàng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn điện máy Kim Anh sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý đại quý đại lý, kính thưa quý đối tác công ty và các bà con chú bác anh chị em gần xa đã đến để tham dự ngày hôm nay của công ty chúng tôi. Tôi tên Trần Nhật Hoàng, đại diện công ty. Trong năm 2018 là cũng là một năm khó khăn đối với công ty chúng tôi, khi mà nhờ sự nỗ lực và đoàn kết gắn bó và sự tin tưởng của quý đối tác và quý đại lý đã làm cho công ty chúng tôi trong năm 2018 có một bước tiến và phát triển gọi là tương đối khá tốt. Và tôi xin hứa là trong năm 2019 này tôi cũng cố gắng và phát huy và tạo nhiều lợi nhuận và có cải cách những gì sai sót của chúng tôi cho là vững mạnh hơn. Trong tết đến tôi có xin chúc các mọi người có mặt ngày hôm nay và mọi công việc đạt được những mục tiêu đó. Xin cảm ơn. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ trên hai con đời. Như vậy chúng ta không hề không nhận đến các đại lý đã luôn cố gắng ủng hộ và sự tương tác của công ty. Chúng tôi xin chúc mừng Vĩ Tuấn Sóc Trăng. Xin được trân trọng kính mời ông Châu Khắc Hoàng. Xin được trân trọng.
Cửa hàng tôi xin được chúc mừng.